Tôi xin giới thiệu quý vị một tiết mục đặc biệt. Trong khi đó thì mời nhà hàng dọn thức ăn ra. Chúng tôi xin giới thiệu một cái tiết mục rất đặc biệt của phong trào yoga Bacali. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Từ Yên. Anh là thành viên của đoàn yoga, là một kỹ sư và là thành viên của đoàn yoga Bacali. Bài hát này sẽ được thể hiện qua một đội múa của đội múa có một cái tên là Hoa Tiên. Xin mời mấy cô Hoa Tiên mặc áo xanh lên sân khấu. Trong khi mấy cô di chuyển, chúng ta cho bụi nằm ngồi tay vào.